Hi, chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Achiro TVN. Và tôi là Tom Đoàn. Và phía sau tôi đây chính là dự án The Opera Residence đã được rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm mua ở trong thời gian vừa qua. Vậy hãy cùng Tom Đoàn cập nhật xem giá thị trường cũng như là tiến độ của dự án ở trên cao sẽ như thế nào nhé. Xong tiến độ của dự án The Metropole Thủ Thiêm. Nếu như tất cả quý anh chị và các bạn chúng ta có nhu cầu tìm hiểu, tham quan dự án thì hãy liên hệ ngay với Achiro TVN. Xin chào và hẹn gặp lại.